Thế mà hồi xưa chị lo cho em này chậm. Mình đang quay tới mười mấy phút luôn rồi, Phúc. Mình đang quay mười mấy phút luôn à? Một video mười mấy phút à? Ăn đồ à? Kia nữa kìa. Chị không bao giờ chịu nấu đấy. Mấy ngày rồi, sáng bữa hôm qua là nó đang rồi. Sáng bữa hôm qua là nó rồi mà. Con tự ai con qua thật không biết gì nữa. Không phải hôm qua. Đi đi là đi em đi em nã thấy hèn ôm rồi không? Béo nã thấy hèn ôm mà. Nã thấy hèn ngủ gấp nó ôm á. Thế nào mình thấy gấu xíu xíu quá trời vậy. Hầu thấy nó được, hầu thấy nó xíu một xíu. Alo. À không em ơi. Nó nhỏ. Cái này là do nó đen với quai thôi chứ còn nhỏ quá. Cứ nó thưa quá nè. Chả biết. Cười nổi cười xỉu cười đó. Bà nói cho nó chắc, bà chắc chắn là bà sẽ là không được ôm rồi, bà nói cho nó nhiều khi hắn nhớ. Cái nào cũng phải đen rồi đó.
Tôi là coi hơi mệt á. Ừ. Chị thấy cái đầu đen rõ không? Cũng được, thấy rõ nhưng mà không có để không mụn đây luôn. Loan đau chưa hết luôn rồi. Chị loan đau chưa bớt luôn rồi. Coi video hồi tháng gấu tự đi xuống cả. Đúng không? Không nghe nắng luôn á.
thấy đóng phim nữa.